Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm bánh bò xốp từ men khô. Đây là những nguyên liệu để mình làm bánh. Đây mình có 300 g bột gạo lọc, 1 muỗng rưỡi cà phê men khô, 150 g đường cát, 180 ml nước cốt dừa. Nước lọc thì mình có 100 150 ml nước lọc. Rồi bắt tay vào mình làm bánh thôi nha. Đầu tiên mình sẽ lấy 150 ml nước lọc này, mình làm cho nó hơi ấm ấm lên. Mình bỏ men khô vô đây. Mình khuấy, mình kích hoạt men. Mà men này mình không cần kích hoạt cũng được. Mà mình kích hoạt vậy thì con men mình nó còn hoạt động không? Lúc mình làm bánh thì nó sẽ chắc ăn hơn. Rồi mình khuấy tan ra xong rồi mình để ở đây. Mình đậy là mình ủ chừng 5-10 phút gì đó, chừng nào men nó nổi lên là được. Tiếp theo đến là mình sẽ nấu nước đường. Mình bỏ 180 ml nước cốt dừa vô. Rồi mình đổ đường cát vô. Mình nấu với lửa nhỏ thôi, đặng mình khuấy cho đường nó tan ra. Chỉ cần đường nó tan tan ra hết là được, không cần phải sôi. Đầu nước mình, nước đường mình nó cũng tan hết rồi nè. Rồi vậy là được. Rồi mình tắt bếp. Men của mình sau khi mình ủ được 5 phút là nó nổi lên như vậy nè là được. Rồi bắt đầu mình sẽ đi trộn bột. Rồi mình sẽ bỏ 300 g bột gạo lọc vô. Rồi mình sẽ bỏ men này vô, bỏ từ từ thôi, mình vừa bỏ mình vừa nhồi. Rồi mình nhồi sơ sơ chỗ này nó đều với bột. Mình sẽ thêm vô đây là 1 muỗng muỗng cà phê bột nở. Nếu mọi người không có thì không sao. Rồi mình trộn đều lên. Bột mình đã trộn đều xong hết rồi, bắt đầu mình sẽ bỏ nước đường này vô. Nước đường này chỉ hơi ấm ấm thôi. Mình đừng có để cho nó nóng quá nó sẽ chết men mình. Rồi mình chế từ từ thôi, rồi mình nhồi. Sau khi mình chế nước đường vô hết rồi nè, mình sẽ bóp, mình sẽ nhồi bột cho nó tan đều ra. Đây, sau khi một lúc mình nhồi bột thì bột mình nó sẽ được như gì đây. Rồi mình sẽ ủ, mình sẽ đi ủ bột. Rồi bắt đầu mình sẽ đi ủ bột. Đối với cái bột với bánh này thì mình cũng không cần phải nhồi bột nhiều nữa, mình chỉ nhồi cho bột với nước đường mình nó tan ra là được. Sau đó thì mình sẽ đi ủ bột, mình ủ trong vòng 1 tiếng rưỡi. Nếu thời tiết nóng thì mình giảm thời gian ủ lại, mà mình chừng nào mình thấy bột nó nổi dậy lên là được. Đây là bột mình sau khi ủ được 1 tiếng, tại vì thời tiết nóng nên mình ủ được 1 tiếng thôi là nó nổi dậy rồi nè, xuất hiện rất nhiều bong bóng luôn.
Rồi mình sẽ trộn bột đều lên. Rồi bắt đầu mình sẽ đi hấp bánh. Đây mình có chuẩn bị mấy cái khuôn. Cái khuôn này là khuôn hấp bánh lăng. Mình sẽ dùng để hấp bánh bò. Rồi xong mình có chuẩn bị ít dầu ăn nữa. Mình sẽ thoa lên mấy cái khuôn để ngồi mình lấy bánh ra cho nó dễ. Rồi mình làm tương tự vậy cho tới hết khuôn. Sau khi mình múc xong hết rồi mình sẽ đi hấp bánh. Đây mình có chuẩn bị một nồi nước sôi. Mình bắt với lửa lớn. Rồi mình sẽ bỏ bánh vô mình hấp. Mình hấp chừng 15 phút. Hấp 15 phút với lửa lớn. Rồi, bánh mình cũng đã hấp được 15 phút rồi. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy bánh ra. Bánh mình rất nở luôn. Rồi mình cũng hấp mấy cái dĩa sau cũng giống vậy luôn. Rồi giờ mình sẽ lấy bánh ra. Đây là thành phẩm mình mới hấp xong, bánh bò xốp. Mình tha miếng dầu ăn vô thì bánh mình lấy ra rất là dễ luôn. Rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Nếu mọi người thích kênh của mình thì hãy like cho mình một like và đăng ký kênh mình nha.